Đi. Ừ. Em vừa sang nhà thờ chán lắm, chả đi chơi nuôi ăn chưa làm xong. Bây giờ mình em về nhà anh cứ để mình em nằm nhà này à, không đưa đi chơi. Chị mất hứng rồi, không được. Bây giờ mấy anh em về anh đi chơi thế anh làm sao? Không có tâm trạng. Mấy em xuống đây này, không cho đi chơi ở nhà làm mãi này chán một sự. Chán gì? Ở tao ở không có tâm trạng, mấy lâu nữa về làm cái gì? Ở nhà một ba anh em thì nó hai em mình đi, nó ở nhà mình. Lần trước chúng mày người tao đưa chúng mày đi chơi không? Bây giờ nó ở nhà mình chơi rồi đi. Nhà mình hai mình thì tao ở, không muốn mày đưa mày làm gì. Chuyện thì nó qua rồi thôi. Mà giờ về nào đấy, tao vui vẻ không? Gia đình tao vui vẻ không? Về nhà được không? Về chơi thứ được vui vẻ gia đình, mẹ tao mới biết là tâm trạng. Nói nó nhiều, nó ở rồi, nó ở không đưa. Sao mấy anh em làm sao vậy? Sao mà có gì mà cãi nhau vậy? Có gì thì đi bỏ nhau, chứ sao ở với nhau để cãi nhau thế? Tiền mẹ cho mua xe thằng ấy đấy này. Em lấy của anh bao giờ? Tiền năm thì từ xem như thế nào, chứ nhầm lẫn hay như thế nào cho đổ vãi cho em thấy là người ta. Trong két mỗi con nó có mật khẩu thì không nói thì ai đấy? Cháu đã bảo anh Vi là cháu lấy rồi. Đấy, mẹ ta vất vả như nào kiếm được bằng cái tiền không? Đằng sáng thức 4 giờ lại vậy, chào anh Quấn, giờ tiêu chẳng dám tiêu mặc em lấy của anh thì em mò về đây làm gì? Tao biết mặt mày, mặt mày dày, tao biết được mặt mày à? Tiền nông thì có gì từ giải quyết thì xem này. Em không lấy thì xem xét xem như thế nào, nhầm lẫn như thế nào, không đủ bại em nó không lấy chẳng ai đấy. Tiền lúc con thiếu tiền mua xe con phải đi vay, mẹ biết không? Con nói nhẹ nó không nghe đâu. Đúng là cháu con lấy con làm gì thì cháu cứ bảo anh thì cháu không lấy của anh, cháu đã bảo anh cháu đã bảo là nếu tiền anh xem anh có để đâu, anh có bị làm rơi ở đâu không, chứ cháu lấy tiền của anh làm gì. Con để nó một thời gian dài nó cứ im lặng, nó phất phơ đi. Mà biết cái hành tung của nó lúc đi chơi nó cái lúc mờ nó rõ ràng ai biết đâu. Phất phơ cái gì, bây giờ em không lấy của anh thì chẳng em lại bảo anh em lấy của anh à? Thì chén nào trộn vào nhận miếng trộn mà. Thì xem xét lại xem như thế nào. Nếu mà con lỡ chơi rồi thì bảo anh là tôi thì em lỡ chơi rồi thì từ anh em để giải quyết. Mà nếu mà cháu mà không lấy thì Duy xem xét lại xem như thế nào. Không có rồi anh em lại mất lòng nhau. Nó thẳng ra một câu nó kêu thì con bảo gì đâu. Bây giờ em không lấy thì con bảo cái gì, anh sao đấy? Thì ma vào nó lấy. Thôi anh em cứ từ từ giải quyết. Bà đi vào bà nấu cơm đã. Con đang muốn về chơi vui vẻ rồi, con em cháu ở tiên đưa nó về làm gì biết nữa. Đằng nào thì tiền nó cũng mất rồi thì mất thì còn một lần, một lần hai có vẻ là mất, một lần là xong đâu. Còn là một lần hai anh em ở với nhau nó khó, nhưng có vẻ là mới mất tiền nó là xong đâu. Thì anh em mình bỏ ban nhau là như thế nào xem xét lại. Nấu cơm á, cơm thì ăn cơm. Mẹ nấu có ngoan đâu. Anh làm sao về nhà thì anh vui vẻ một tí lên. Chúng mày vui vẻ được không? Dù gì cũng về đến nhà rồi. Nhà chúng mày có được kiện mày ở nhà như nhà tao, chúng mày hiểu. Đến mẹ mày có tiền mẹ mày cho mày mua gì mày mất mày có tức không? Mất mua không sức mẹ mày có tức không? Anh em ở nhà mới về. Đây không phải đổi, đây không phải bắt mà nó là chắc chắn luôn. Chắc chắn gì, bằng chứng đâu? Không phải bằng chứng, nếu như mày rõ ràng cho mọi cái lý do mày rõ ràng. Chắc chắn của anh đâu? Anh bảo đây. Chắc chắn đây, mày mà cứ mờ mày đi đâu? Mờ gì? Không phải cái. Con đi đâu đấy là việc của em, không liên quan gì đến anh. Đừng. Em cứ đi là em lấy tiền của anh à? Thế sao mà không dám nói? Nói gì? Thế sao mà không dám nói? Mày rất ngang. Thế để về mày ở trên đấy là ta đã không, anh em mình đã khó nhìn mặt nhau rồi, mày về làm gì nữa? Thì thằng Nguyên nó rủ em về, em biết về nhà anh đâu. Nó bảo đi Thái Bình chơi, em biết về nhà anh đâu. Tao về trước rồi, đăng ký để nó về sau rồi. Nhớ gì anh? Nhớ mất tiền không anh? Thế anh lên nhà trên này, Trúc nó ở trên nhà đấy. Vâng. Thôi chịu làm sao làm, Nguyên đưa ăn xong đưa về đây. Hôm nay nó về. Đỡ mất công đây chơi rồi. Mất công đi chơi rồi. Có xe về.
xe không thừa xăng đưa về đâu. Qua em lái xe rồi đi. Đi ra đây nhé. Chả dù có về. Rồi anh về trước rồi. Anh về trước rồi thì tao không biết là chán hay không chán. Nhưng mà đây là tao đã không thích từ đầu rồi. Lần trước tao không cho nó về rồi. Rồi được bọn em mới có nhà này rủ đi. Mới thì mình mới chết ai à? Mất chết à? Nếu bảo mẹ không đi được một câu, tao cũng khiến mày về đâu. Chắc đầy người khác lại cần nhiều mày đâu. Thôi gì nó cũng về rồi, anh bình tĩnh từ từ thôi. Chịu. Mày làm sao làm, đừng đi theo tao. Đi bữa cơm mà đuổi nó về. Anh em sống với nhau thế. Đi đưa ra về. Rồi, Minh cầm quá đẹp một gì. Rồi cứ gỡ lại ngồi ăn cơm đã, mình xem nào về chứ tức cầu. Bữa cơm mà có phải là đi 5 người mẹ mét không ạ? Đây lên Hà Nội 130 cây.